một cô gái thường xuyên chơi cờ bạc qua mạng và bị thua nhiều tiền. Để có tiền thỏa mãn thú đỏ đen và tiêu xài cá nhân, người này đã lập tài khoản trên mạng xã hội, giả làm đàn ông rồi sử dụng phần mềm giấu địa chỉ IP để kết bạn làm quen với nhiều người với mục đích là lừa tiền. Và đáng chú ý, cô gái này đã chiếm đoạt của các bị hại gần 4 tỷ đồng. Hiện công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ nữ quái để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Trần Thị Thanh, 23 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, lập nhiều tài khoản cá nhân, giả làm con trai, sử dụng phần mềm giấu địa chỉ IP rồi kết bạn, làm quen qua các ứng dụng hẹn hò, nhằm mục đích lừa đảo qua mạng xã hội. Cụ thể, thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder, Thanh dùng nhiều hình ảnh của các trai đẹp trên mạng và tự xưng là Hoàng Dương. Sau đó, Thanh kết bạn làm quen hẹn hò với nhiều cô gái và ngỏ lời yêu đương. Khi tạo lòng tin được với các cô gái, Thanh liền hỏi vay mượn tiền và đã được nhiều người chuyển tiền cho vay. Ngoài ra, Thanh còn tiếp cận với người thân của các cô gái sau đó cũng hỏi về mượn tiền có trả lãi, để tạo lòng tin, ban đầu thanh chuyển trả tiền lãi đầy đủ, thấy có lợi nên nhiều người đã chuyển tiền cho thanh vay, nhưng sau một thời gian thì thanh đóng tài khoản không liên lạc được. Qua điều tra phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Bình Dương xác định thanh đã lập 8 tài khoản lừa đảo qua mạng xã hội, giả làm trai đẹp chiếm đoạt trên 3,8 tỷ đồng của hàng chục bị hại.